Hello và xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại tới channel của mình. Thì mình là Tính ở Tegami này. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục một cái video về Mini World Sinh Tồn Núi Lửa tập thứ 11 nha mọi người. Ok, trước khi vào video mọi người đừng quay lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha. Thì ngày hôm qua mình không ra video được bởi vì mình bận hoặc là đi kiếm nguyên liệu cho tập hôm nay nè mọi người. Thì hôm nay mình sẽ dự định là sẽ đi đánh em boss tượng cổ nha mọi người. Thì trong thời gian nhớ tập á, mình có đi lên vũ trụ đó mọi người. Mình có đi lên hành tinh Horus để mình kiếm cái ngọc gravity. Đây là ngọc gravity và ngọc đồng Horus, quặng đồng Horus. Và ok, còn bây giờ mình sẽ chế tạo một cái gọi là cái móc câu nha mọi người. Để đánh em boss đó thì chúng ta cần phải có một cái móc câu thì mới có khả năng đánh bại được. Thì cái móc câu thì chúng ta cần gì đây? Đây rồi, cái móc câu thì chúng ta cần một cái piston. Piston này, piston cái đồ đẩy bằng dính đúng không? Thì chúng ta cần một cái dầu H nè. Chúng ta cần sắt nè. Rồi gì nữa ta? Dây điện đỏ, dây điện xanh các thứ nữa. Và hình như là đủ rồi phải không? Dòng thử đây rồi. Chúng ta thiếu gì nữa? Thiếu gỗ. Vài block gỗ đây rồi. Và một cái piston. Ok. Và lên piston bị dính. Đây là cái gì ta? Cái tay đẩy mọi người, mình cũng chả nhớ đó gọi là cái gì nữa. Và ok, như vậy là ổn rồi. Và bây giờ mình sẽ chế tạo cái móc câu luôn. Đây rồi, cái móc câu thì chúng ta cần một ba cái đá gravity và ba cái đây. Cái đây là cái gì mà cũng không nhớ tên nữa, mà mình đánh với con bay ở trên cái đảo bay ở ngoài hành tinh Horus mọi người. Và như thế là chúng ta đã có được một cái móc câu rồi. Đây rồi, đây ok, xịn sò gần bờ luôn. Thì chúng ta có thể móc này. Ủa sao mình không dùng được? Ơ kìa, mình bị sao đó, sao nó kêu mình không dùng được? Hay là mình phải qua bên vũ trụ nó dùng được ta? Hình như mình phải qua bên vũ trụ nó dùng được hay sao á, mình cũng chả rõ nữa. À, ok, như thế là mình sẽ cắt hết mấy cái đá điện vào trong, sắt vào trong. Ok, như thế là ổn rồi đúng không? Mình sẽ lấy, mình sẽ chuẩn bị vài thứ, có mũi tên này, có mình sẽ chế tạo thêm một vài cây mũi tên nữa đi. Chúng ta cần thêm đá mọi người. Đây, và chế tạo thêm một vài cái mũi tên nữa. Được 4 cái, chưa được, chưa đủ. Chế tạo thêm mấy viên cục đá này luôn đi. Rồi được 28. Được chứ ta? Ok, như vậy là ổn rồi đó mọi người, được. Ui, gần 2 stat. Xịn sao con bò luôn. Và như thế là để bây giờ mình cất mấy cục đá này vô trong cái rương này đã. Rồi, như thế cũng đã ổn áp rồi đó mọi người. Và bây giờ mình sẽ cất mấy cái que này vô trong và mình sẽ chuẩn bị xem vài thứ để triệu hồi em boss nè. Thì đầu tiên chúng ta cần một cái block quặng đồng Horus nè, một cái quặng gravity, một block kim cương và một block emerald. Một block đây ngọc lục bảo, ngọc lam, đá lam, mình cũng chả nhớ đó tên gì nữa mọi người. Và như thế là ổn rồi. Và mình sẽ cắt cái xô vào trong đi. Cái xô mình sẽ cắt ở cái rương này. Rồi, và chúng ta sẽ có thử, mình sẽ coi thử mình đủ đồ chưa. Cái cuốc này cũng không cần nè. Quặng đồng Horus, cái rìu, cái sẻng, cái cúp, chắc như thế cũng là ổn rồi mọi người. Và mình sẽ cắt bớt vô trong đi. Và mình sẽ đem theo cái gì để hồi máu đi ta? Đó, mình sẽ đem theo cái đây là cái quả đây là quả gì mình quên tên, tự nhiên mình quên tên mất rồi. Quả đây là quả của cây ăn quả nè mọi người. Và ok, như thế cũng xịn sò rồi đó. Và đem theo 7 cái miếng chưa hấu để hồi máu nữa. Rồi, cũng ổn áp rồi. Và bây giờ mình sẽ cắt bớt mấy quặng ngọc gravity cái thứ này vô và quặng đồng Horus vô nữa. Rồi, như thế cũng đã ổn rồi đó mọi người. Sẽ kéo cây cung xuống. Đúng rồi, trong tập trước đó mọi người, mình có xây một cái cối xay gió nè mọi người. Thì trong thời gian giữa tập mình có đi thu hoạch một lần và mở rộng thêm cái ruộng này lên. Ở trên này cũng có, và mình đã làm một cái chỗ để farm mấy cái đây là cái quạt hạt trái oxy. Để trong tập hôm nay mình dự định đi đánh boss rồi mọi người, để mình ăn trái oxy này cho nó có sức lực rồi lên, gọi là cho nó đầy hồi thể lực cho mình á. Và mình có thể chạy nhanh các thứ để tránh được những cái skill của em boss. Và bây giờ mình sẽ trồng lại mấy cái trái oxy này một tí luôn. Ok, như thế là ổn rồi đó. Và mình sẽ vô trong cái kho của mình. Cái kho hồi thì trong thời gian những tập mình có farm, cũng farm một ít được trái oxy này, được farm được 23 trái, thêm 8 trái nữa là 31 trái. Ok, xịn sò luôn. Và như thế mình cũng đã chuẩn bị đầy đủ đồ để trong hôm nay mình sẽ đi đánh em boss tượng cổ rồi đó mọi người. Và bây giờ mình sẽ đi qua bên địa ngục, qua bên hành tinh Horus chứ nhầm, để mình đi tìm cái chỗ để mình triệu hồi cái em boss tượng cổ luôn nha. Và ok, và để bây giờ mình chạy qua bên đó một tí luôn. 1 hour later. Ok mọi người, thì mình cũng đã tới được cái chỗ để triệu hồi em boss rồi. Và bây giờ mình sẽ đặt xuống nha mọi người. Thì để mình nhớ xem đặt chỗ nào ta. Như đặt chỗ này hay sao á.
Và đặt một block kim cương nè, một block emerald. Đâu cái đó là block gì? Ngọc ngọc đá lam mà chưa chả nhớ nữa. Ở đây. Ok, như thế là ổn rồi nè. Và bây giờ chúng ta đã chịu hồi rồi. Ok, mình chưa đi ngủ nữa chứ. Sẽ quên mà để mình đi ngủ tí xíu luôn. Ok, mất cái giường của mình rồi. Ok. Ôi. Ơ, hình như mình chưa nó chưa lót xong mà mình bấm cái giường ngủ thì nó mất tiêu luôn mọi người. Ok, thế là mất cái giường ngủ của mình rồi. Toan. Rồi xong. Một câu chuyện buồn luôn mọi người. Thế là mất cái rồi xong luôn, mất cái giường ngủ của mình luôn. Hay, nói chung là em là inbox cũng chịu hồi rồi. Ok, không sao, không sao, không sao. Và để bây giờ mình lướt lướt mà coi mình sẽ bắn mấy em này nha mọi người. Mình sẽ xem thử màu gì đây. Chờ thử màu gì đây, màu gì đây. Mình sẽ đè xuống trước. Màu đỏ. Ok, màu đỏ. Ok, một lần bắn của mình 138 sát thương luôn. Ok, cũng xịn rồi đó mọi người. Ok, mình sẽ nhảy lên. Cái là màu gì, màu đỏ tiếp à. Rồi rồi, vẫn là màu đỏ tiếp mọi người. À, hết màu rồi. Ok, quấn em boss này cũng thì cũng quấn em boss thượng cổ này cũng hơi cực tí xíu mọi người. Thấy em boss này gọi là cực nhất trong tất cả các em boss đó mọi người. Và bây giờ màu gì nữa đây? Nhảy lên. Màu xanh nước biển. Đúng không? Màu xanh nước biển đúng không? Ok, tới gần là bị em này bắn. Ok, rồi. Ok, để mình né né. Màu xanh nước biển tiếp à. Ok. Hết rồi, hết màu rồi. Né né. Mình bị hiệu ứng gì nè. Ok, mình phải lấy cái một cái quả xuống để mình ăn cho hồi máu nè mọi người. Ok, né 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 liền liền. Không, cái em màu đỏ đó đánh mình là hơi bị đau. Né tiếp, né tiếp, né tiếp. Màu gì tiếp đây, màu gì tiếp đây. Màu gì đây. Màu trắng à. Là màu trắng đúng không ta? Màu trắng đúng rồi mọi người. Bắn cái em này. Bắn cái em này, ok. Bắn cái em này. Ok, đúng rồi mọi người. Ok, chưa gì đã chết rồi. Phải từ từ. Quýnh mấy em này hơi bị khổ một tí xíu. Quýnh cái boss em boss đầu này hơi bị mệt tí xíu mọi người. Phải xem thử là màu gì. Xong mình phải ném ném skill nữa khá là mệt mỏi luôn. Rồi, và mình sẽ coi thử màu gì tiếp theo đây. Là màu trắng đúng không? Em màu trắng nó mất tiêu rồi. Mình phải né né đi lẹ. Em màu trắng đâu? Đại đại em màu trắng đây rồi. Ok. Rồi cũng được nửa 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 cái máu rồi đó mọi người. Cái màu đỏ này cứ cứ năm lay bắn mà đánh mình không. Ok, sao trượt hết rồi. Hết màu luôn rồi mọi người. Sao cái mình nay mình bắn cung cái là ghê luôn, tổng trượt không à. Rồi và màu gì tiếp theo đây? Tốc độ lẹ lẹ lên. Màu gì để mình còn bắn tiếp. Ok, nó không ra màu mọi người. Đây là màu xanh. Màu xanh thì em màu xanh đó. Em màu xanh ở trên khá là cao luôn. Và không biết là mình bắn tới không. Em màu xanh đấy. Đang ở khá là cao luôn. Mình bắn không tới rồi mọi người. Ok, màu xanh này đang ở trên trời. Hôm nay em chịu bay xuống để mình bắn gì hết. Khá là buồn luôn. Mình thấy bắn em màu đỏ cũng là dễ nhất đó mọi người. Bởi vì em bay gần gần khá là dễ với mình. Và màu gì tiếp theo đây? Lẹ lên. Em màu màu xanh nước biển đang ở trên khá là cao luôn. Là màu gì? Màu trắng à phải không? Không biết là màu gì nữa mọi người. Màu trắng phải không? Cái màu trắng này đi ra chỗ khác thôi. Nhưng mà đứng trong cái màn bảo vệ này khá là khó chịu. Ồ không phải, hình như là em màu xanh. Cái em màu đỏ này cứ lăm lê đánh mình không. Em màu đỏ cũng sắp chết luôn rồi mọi người. Ok, đánh mặt một vài phát nữa. Mày màu đỏ này. Ok, sắp chết luôn rồi. Em màu đỏ cũng sắp ra đây luôn rồi. Rồi ok, như thế là diệt được em màu đỏ rồi. Và chỉ đây là em. Ôi bay nhiều quá, bay nhiều quá. Đây là em màu trắng đúng không? Ok, bắn chuẩn lên tí coi. Ok, đúng rồi mọi người. Ok, bắn chuẩn lên tí nào. Tiếp theo là màu gì đây? Được nửa cây máu em này rồi. Hơi cực một tí xíu trong việc gọi là đánh những cái em quá nhỏ này. Ok, sao mình đánh không trúng em này? Ok, đánh tới gần thì nó sẽ trúng. Mình sẽ mang cái cánh đi. Ok, mang cái cánh nó cũng không có tác dụng gì. Màu trắng. Ôi, mình đang bay khá là cao luôn.
là màu xanh, màu xanh, màu xanh, màu xanh, màu xanh. Hết rồi, hết màu rồi, hết màu rồi. Ồ, cái em này hơi bị mất thời gian mọi người. Mình phải coi được cái màu của em này đã. Em này không, hơi bị khó phân biệt màu sắc mọi người. Màu xanh, màu xanh với màu trắng nó khá là giống nhau. Cái này là màu trắng đúng không? Đúng rồi, đây là màu trắng rồi mọi người. Ôi chị Kim, em này nổ bom siêu to thật sự luôn á. Ok, ok, móc phát xuống chết luôn. Màu trắng nè, màu trắng nè. Ok, màu trắng cũng sắp die luôn rồi mọi người. Ok, màu trắng cũng đi luôn rồi. Và chỉ còn giờ chỉ còn một mình em màu xanh thôi. Rồi, màu xanh đây nè, chỉ còn một mình duy nhất em này thôi. Em này bay khá cao nên việc giết em này cũng hơi mệt đó mọi người. Rồi, màu xanh nè, màu xanh nè, ok. Màu xanh nè. Ok. Ủa, mình thấy là sau một thời gian thì mình rút ra là mình lấy cái cánh mình bay lên, mình đánh cái màu xanh này còn có khi nhanh hơn đó mọi người. Ây dồi ôi, mình sẽ bay lên cao đánh cái màu xanh này luôn. À, có khi còn nhanh hơn, dùng cái kiếm mình thấy thanh kiếm của mình khá là mạnh. Nên cái việc mình bay lên đây mình đánh cái màu xanh nó còn là nó còn nhanh hơn việc bắn cung của mình. Mình bắn khá là cùi luôn, bắn tận trượt ra ngoài không. Nên mình sẽ bay lên trời và mình spam cây kiếm nha mọi người. Đó, spam đánh bằng kiếm nên nó khá là nhanh. Đó, và bây giờ cũng được rồi mọi người. Đó, như vậy thế là xong rồi, nhanh chóng thật sự. Và bây giờ mình sẽ đứng ở đây. Đó, mình chờ cái tiếp theo nha mọi người. Mình chờ cái thể loại tiếp theo. Đây là cái né, né và đọc cái này mình sẽ có khả năng là em này bị chón rồi mọi người. Rồi bây giờ mình có việc né thôi và coi thử màu em này là gì thôi. Màu gì đây, màu gì đây. Và màu gì đây. Hy vọng em này chưa ra màu luôn à. Rất là lâu luôn á nha. Màu gì đây. Ok, kìa, cứ đừng cứ bớt bớt bắn là xe đi em này. Cứ bắn là xe hồi luôn á. Né nè, né nè. Thì cái việc né skill của em này cũng khá là dễ. Bởi vì em này bắn là xe. Ờ, may đây là màu trắng. Màu trắng đây rồi, màu trắng đây rồi. Ok kìa. Trắng đâu rồi. Trời ơi, được rồi mọi người. Ok, mà sao lại rớt nữa rồi. Sao khó vậy, khó. Hết màu luôn rồi. Màu trắng này, màu trắng này. Ok, được rồi, trắng này rồi mọi người. Trắng rồi, trắng rồi. Ok, lẹ lẹ. Trắng rồi đó. Và bây giờ mình chỉ cần spam đánh thôi. Ok. Và một lần thì mình sẽ được thấm bao nhiêu máu của em này đây. Một lần thì được khoảng một lần thì khoảng gần 1/4 cái máu của em này. 1/5 đi. Một lần là 1/5 thì mình sẽ đã làm khoảng 5 lần là có thể đánh bại được dạng thứ hai rồi. Là màu đỏ đây rồi. Ôi trời ơi. Ok. Bị rớt hoài luôn á. Nhanh lên. Ok. Và cái ok, cái em này có bắn. Ôi trời ơi, và đập thôi, đập lấy. Ok, cái tia laser này khó chịu thật sự mọi người. Đập lấy. Ok, chóng rồi. Và bây giờ sẽ bám tiếp thôi mọi người. Ok. Và em hy vọng được một nửa máu này không. Không được một nửa mọi người, xém được một nửa thôi. Và công việc này cũng khá là nhanh thôi. Dạng này thì mình chỉ cần đi vòng vòng và tìm được màu của nó và đọc thôi, màu trắng bên kia. Và thấy màu trắng rồi. Nhưng mà cái công việc khó nhất là chính là lên mấy cục này khá là khó. Và đây rồi. Ok, và như thế là ok rồi. Và spam skill thôi. Đó, rất là dễ luôn công việc. Cái dạng thứ hai này thì là khá là dễ. Cái dạng thứ nhất nó mới khó thôi mọi người. Cái dạng thứ nhất mình thấy là khá là mất thời gian qua dạng thứ nhất thôi. Còn cái dạng thứ hai này thì chúng ta chỉ cần tìm và đọc thôi. Khá là dễ dàng luôn. Và như thế là chúng ta sẽ để sang dạng thứ ba rồi. Dạng thứ ba thì ok, mấy trái bom này, cho mấy trái bom, né mấy trái bom. Dạng thứ ba này hình như là cái cột sao không phải không? Phải không ta? Là cột xa hơn, đúng rồi mọi người, cái cột nó sẽ xa hơn và nhiều hơn. Và đây là màu đỏ thì tích lít bên kia luôn. Không biết là mình tới kịp không nữa. May là kịp. Và đập cái màu đỏ này ra. Ok, không kịp rồi mọi người.
cái việc dạng thứ lên dạng thứ ba này thì em này sẽ mở rộng cái mấy cái cột này ra lên, nên cái tỷ lệ mình đập được khá là khó, nên cái việc này cần chơi hai người đó mọi người, được đánh boss bằng hai người cái dạng này thì sẽ dễ hơn. Và một xanh tiếp ở mút bên kia luôn, không biết là mình qua kịp không nữa. Đây, hy vọng là mình qua kịp nha mọi người. Được không, được, kịp không, kịp không. Ồ, may quá, kịp rồi mọi người. Rồi, kịp rồi, kịp rồi, kịp rồi. Và bây giờ chỉ cần đánh thôi. Ok, sao không đánh trúng này? Đây rồi, vậy đánh trúng rồi. Đó, rất khá là dễ dàng luôn. Có cái mấy cái em cứ mấy cái em màu đỏ này cứ tu không, như cái tàu hỏa nữa, rất là khó chịu. Một em ok, né né mới cho bom, né mới cho lớp bom lại. Rồi, đó, nổ bớt mấy em này nên cho đỡ khó chịu. Và màu gì tiếp theo đây? Màu gì sẽ đến với mình tiếp theo đây? Và cũng sắp hoàn thành đánh bại được em boss rồi. Màu trắng, màu trắng, màu trắng. À, màu trắng tiếp clip bên kia luôn. Màu trắng ở đây. Rồi, màu trắng này thì khá là gần. Và hy vọng kịp nha mọi người. Ok, kịp rồi, kịp rồi, kịp rồi. Và nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, đánh em này, đánh em này. Ok, và không biết lần này mình có thể đánh bại được không? Ok, mình sẽ vừa nhảy vừa đánh cho cái công mình có khả năng critical đó mọi người. Ok, và như thế là mình đã đánh bại được cái em boss này rồi. Wow, xịn sò của mò luôn. Không biết là nó có trả lại cái giường cho mình không nữa. Hy vọng là trả lại cái giường cho mình. Để mình đi ngủ các thứ nè mọi người. Cái giường mình đâu? Ôi, khá là lắc luôn mà cái em này cứ tu rồi. Ui, và hình như là không trả lại cái giường cho mình rồi. Khá là buồn luôn. Hai cái em này cứ cứ phá mình hồi, cứ phá mình hồi, cứ phá mình hồi. Ok, cứ phá mình hồi luôn á, cứ phá mình hồi luôn. Ghét thật sự, cứ phá lì lợm. Và ok, bây giờ mình sẽ đi lên trên tí xíu. Và được, ui, lên được tới 250 sao luôn. Ok, sao mình lên không nữa. Đây rồi, đây rồi. Và mình đã được mình phải đập cái hũ này ra đúng rồi. À, và được, chúng ta được một cái đầu. Và như thế là mình đã hoàn thành được gọi là tất cả các thứ để triệu hồi được cái emboss tượng cổ, đúng, emboss núi lửa chứ nhầm. Và đây, đó chính là cái đầu. Và mình được thêm cái gì đây? Là cái máy tia laser và một cái đền gì đó, mình cũng không rõ cái này để làm gì nữa. Cái này làm gì ta? Mọi người biết cái này để làm gì không? Mình cũng chả biết nữa mọi người. Và ok, chúng ta được một cái khối gì nữa này. Rồi, và cũng xịn xò rồi. Mấy cái này mình lấy về nhà được không ta? Ồ, không được, cái đầu này mình không thể lấy về được. Và cái này mình lấy về được không? Hy vọng là được, ok được. Và cái này sẽ giúp cho chúng ta gì ta? Hay cái đó chỉ để trang trí thôi mọi người. Ok, và như thế là mình đã đánh bại được cái emboss rồi mọi người. Đó, xịn xò luôn. Và là trong những tập sau thì mình có thể đánh được cái emboss núi lửa rồi. Và mình đã được cái đầu này mọi người. Đó, đầu của emboss tượng cổ khá là xịn xò. Và bây giờ mình sẽ chạy về một tí xíu luôn. Đó, đi về, đi bộ về thì cái chỗ này cũng khá là gần cái chỗ điểm gọi là điểm điểm dịch chuyển của mình, nên mình có thể chạy bộ về không sao hết. Rồi, dùng cái móc câu này đi cho nhanh mọi người. Đó, có cái móc câu khá là tiện lợi. Ok, móc đi. Ồ, đây rồi. Đây rồi, đây. Móc lên này một phát. Mình sẽ dùng cái cánh mình bay về đi. Ok. Cánh này khá là xinh que luôn. Ok, bay được chưa? Ok, sao không bay được? Hình như mình phải chạy nhanh mới bay được hay sao á? Ồ, được rồi, bay được rồi này mọi người. Đó, xịn sò luôn. Và bây giờ mình sẽ bay về nhà một tí xíu. Và mình sẽ lấy mấy cái này trang trí cho cái căn nhà của mình đẹp đẹp hơn. Và bay về một tí xíu thôi. Cái độ bền của cái cánh của mình cũng sắp hư mất tiêu rồi. Mình phải tiết kiệm một tí xíu. Ok, chạy về nhà tí xíu luôn. Thì trong mình thấy có một bạn bình luận kêu rằng là bạn đó để tìm giúp mình cái vị trí của cái núi lửa trong cái bản đồ của mình đó mọi người, trong cái thế giới của mình. Thì mình chưa biết xem thử cái điều đó phải sự thật không nữa. Để nói chung là cái điểm đó cũng khá là xa nhà mình luôn, tới 8.000 mấy block luôn mọi người, khá là xa. Nên mình phải, nếu mà cái đó không phải từ sự thật á, thì mình sẽ đi 8.000 block hoang phí mọi người. Nên mình đang suy nghĩ là cái đó không phải là thật không nữa. Rồi, và bây giờ chạy về tí xíu luôn đã. Rồi, và bây giờ mình cũng đã về tới nhà rồi. Và như thế mình sẽ trang trí cái đầu này luôn. Đó, đặt cái đầu này. Cái đầu này sẽ phát ra một cái ánh sáng màu tím, khá là gọi là huyền bí luôn mọi người. Và cái cục này mình sẽ đem lên phía trên đi. Đặt ở chỗ nào ra?
đó mình sẽ đặt tại đây đi, đó trang trí cho căn nhà của mình nó gọi là một tí nhiều nhiều đồ xíu cho nó đỡ bị chóng nhà đó mọi người. Thì trong thời gian giữa hai tập á, mình cũng đã xem tìm hiểu mấy cái blog này là mấy blog gì đó mọi người. Thì mấy cái blog này đó chính là mấy cái blog của siêu nhân điện quang hay siêu nhân gì đó mọi người. À, Ultraman đúng rồi, của Ultraman đó mọi người. Thì mỗi khi mà chúng ta đọc blog này á, thì chúng ta sẽ có khả năng gọi là mọi người, nếu mà không biết là mọi người có biết Ultraman không nữa, là một cái phim hoạt hình của một phim siêu nhân chứ của Nhật Bản hay của Trung Quốc gì đó, và nó sẽ chung cho chúng ta khả năng biến thành to lớn đó mọi người, biến lớn lên. Và mấy blog này khi chúng ta đọc ra thì chúng ta có khả năng hóa lớn đó mọi người, và chúng ta sẽ mất khoảng 20-30 phút để chúng ta có thể đọc lại thêm một lần nữa để biến hóa lớn một lần nữa đó mọi người. Thì trước khi chúng ta hóa lớn, chúng ta sẽ có những khả năng đặc biệt như là hoặc là đào nhanh này, cứng cáp hay cái gì đó, nói chung là một vài khả năng xịn sò con bò. Và đây là những là các thể loại của các Ultraman, và cái đây là những cái ngực của các Ultraman hay sao đó mọi người, đó nhìn giống cực kỳ giống với mấy cái ngực luôn đó. Và ok thì nói chung thì trong tập hôm nay mình cũng đã tìm được cái đầu của cái em tượng cổ rồi, và như thế là chúng ta đã đủ hoàn thành đủ cái những thứ là triệu hồi được cái em boss núi lửa rồi đó mọi người, khá là xịn sò con bò. Và bây giờ mình sẽ đi lên phía trên. Ồ, cái cục này để làm gì ta, mình cũng chưa hiểu cái cục tilase này để làm gì nữa mọi người. Mình sẽ xem thử có công thức của cái cục tilase đó không. Chúng ta sẽ chế tạo được cái gì, chả biết chế tạo được gì luôn mọi người, khá là khó. Ok, như thế cũng đã dài rồi đó mọi người, thì chắc bây giờ mình sẽ kết thúc tập này tại đây luôn nha mọi người. Thì trong tập sau thì mình sẽ dự định xây một cái chỗ ở cho mấy em dân làng, và mình sẽ triệu hồi cho mấy em thổ thân dân làng mọi người. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc tập này tại đây nha mọi người. Thì nếu mọi người thấy video này hay thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ, và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye.